chưa? Quay nãy rồi, kỹ lắm rồi. Qua những cây của chú nhé. Ui coi như. Không anh vào thật. Ừ. Được. Anh cắt chục chú một ngọn. Chục thì con này bán được. Dễ, đang sốt. Đang sốt cái cổ. Sốt cái cổ. Đang sốt cái cổ. Hai ngón. Hai ngón á, kỳ quá nhỉ. Ghê quá nhỉ. Đấy, đã thấy thịt thơm rồi đấy. Nghe Nhật Nguyệt tí xem nào. Một đây bán sung nhiều lắm. Bây giờ đây đấy, quay đi bán cho anh nhá. 6 củ một nhá. 6 củ à? Con này kỷ niệm à? Mèo hay là sư tử đây? Em ơi, cả hai con trên xe ăn bao tự quyết nhá. Cho bình tự, cho bình tự. Tự quyết à? Anh em ôm đi. Mẹ cậu tự quyết giá thì mẹ chết người. Khổ đấy. Thôi cứ làm anh em chụp. Dung đấy được. Có vai có vế đấy. À. Vai của vế đấy. Ai mà cái cổ đây, cái cổ đang sốt lắm này. Chậu này cũng nhiều tuổi lắm rồi. Quá già cổ. Được của nó đấy nhỉ. Thời của Luyến đến rồi, đang sốt cây cổ già thế này thì anh em bây giờ thấy buôn trên mạng là chả có quan tâm đến tay cành cho lắm, cứ thấy cốt già mà nguyên bản là vụt nhiều tiền. Đấy, thị trường xu thế còn bao giờ nó xuống thì được đấy nhỉ. Đang sốt cái đồ này đấy, tử này cũng duyên, hơi bé tí cũng duyên phết. Nó bảo bao tiền anh? Chục khó già lắm nhỉ, mụn nhọt này. Nó không phải cái sở thích của mình, đâm ra là rất là nó không có cảm xúc quý vị, dù nó đắt đến mấy chăng nữa, thị trường nó có như nào nữa, có thể mình mua về mình bán được mình vẫn không ham, thế cho nên mình vẫn nghèo là vì thế. Người ta là đi buôn là buôn theo xu thế, theo thị trường, còn mình là theo lối chơi của mình, mà lối chơi của mình chưa chắc nó đã cùng nhịp với thị trường quý vị, cho nên là để mà kinh doanh thương mại thì cứ thị trường nó cần cái gì là mình phải cung cấp cái đấy. Ai già sang với vợ Tùng như là Tùng Kim Cương đẹp ghê chưa, dây bích tròn đều. Này chơi hệ lá đẹp. Hôm trước mình thích cây tùng à, bán cái đấy, bây giờ gần như là toàn là cây mới bán tốt lắm.
Nguyệt Quế. Sam Hương. Ra đây thì Tùng La Hán thì thoải mái chọn. Đôi Sam núi rất cần nhau. Này được cái chậu màu nó giống nhau thì đẹp quá nhỉ. Yeah. San hô cũng phải thua luôn cái dăm này. San hô cũng phải thua. Rồi đẹp quá anh Duật nhỉ. Bao nhiêu tiền một đôi này đấy anh Duật ơi? Bao tiền một đôi vậy anh? Cặp này là 40. 40 một cặp. Đẹp quá nhỉ. Cần nhau ghê. Tùng đẹp. Đẹp quá nha. Nhiều cây loại hàng miền Nam rất đẹp quý vị nhé. Anh em nào tín đồ của cây miền Nam thì ra đây. Nghĩa luyến đây, cái cổ bao nhiêu đấy? Hai con là một chục một con. Cái cổ cơ mà, trên xe ấy. Chục con à, bằng tiền à? À, được đấy nhỉ? Tranh bao nhiêu tùy chú. Anh lấy gốc chục. Bán mẹ bốn, bán 40 thôi. Bán 40 cũng giả luyến chục. Quay nãy rồi, kỹ lắm rồi. Chú qua những cây chú nhé. Ui, coi như không anh mà thật. Được. Anh cắt chục chú một ngọn. Chục thì con này bán được. Dễ, đang sốt. Đang sốt cái cổ. Sốt cái cổ. Đang sốt cái cổ. Hai ngón rồi, kỳ quá nhỉ. Hai ngón. Ghê quá nhỉ. Đấy, đã thấy thịt thơm rồi đấy. Ra đây kiểu gì cũng có cây có đá trên đá đẹp. Hấp dẫn quá à. Em cũng nhầm là nghệ nhân ở Mạn Hà Giang hay là ấy đấy. Thì nhiều đá đẹp. Gần núi. Đấy. Nhà mình ở gần núi. Cái này là bao nhiêu tiền anh Trung? 3,5 triệu. 3,5 triệu cả đá. Cả đá, cả cây. Cả chậu. Đúng rồi. À thế à? Cây đẹp với bác yêu thích cây và đá thì ra đây. Kinh đấy nha. Đấy, lại một thêm em Mỹ nữa. Hai em Mỹ bên kia cũng Mỹ nhỉ.
mà giấy mịn ra hoa nó mới đẹp. Đúng rồi, nó gọn mà nó gần như không có gai. Ra chùm xong lại buổi tối nhìn này như ngôi sao nhé. Nhìn đẹp lắm. Nó đẹp. Tay cành nó rụt đẹp. Dạ. Nó không bị lòng ngoằng như loại giấy khác. Này không có gai. Không có tí gai. Thế sướng. Lá này dí dít. Lá hoa đẹp. Cái này là bao nhiêu anh Trung nhỉ? Cái này 3 triệu. Có lẽ cái này là một thời gian nữa khi nghệ nhân cũng lại cho lên đá phát nhỉ? Khả năng thế thôi. Con này phải cho lên đá. Con này cho lên đá thì dữ dội đấy. Cho lên đá. Đó mới nâng tầm được. Nó sẽ nhiều tiền hơn, đẹp hơn. Nâng tầm dữ dội hơn. Đấy. Còn anh em nào mà chén luôn thì chén. Em mài, giá em mài. Rất êm mài. Tác phẩm bonsai là có hoa. Ừ đấy. Ôi, con đá này quá hay nhỉ. Thay luôn cho một cái chậu. Cái đá này nó đá này gọi là đá tây. Chứ không phải đá tây mèo đâu anh. Đá lụa có cả một hòn nguyên bản quét vào cái chậu. À, đúng rồi. Đấy. Đá tây nhỉ. Hay nhỉ. Đúng rồi. Chỉ việc dòng cây thôi. Tự nhiên đẹp lại có bàn tay nghệ nhân vào cái khác ngay. Phiên bản là chỉ có duy nhất có một. Đúng có một chiếc. Xanh Nam Điền. Đến nghệ nhân cũng không sản xuất được cái thứ hai. Chịu chết rồi. Cái này là bao tiền anh nhỉ? Đây, 3 triệu cho được. Ba hôm nay nhiều ba lắm đấy. 0985837909. Alo ngay. Hôm trước nghe Hùng Đen 88 là chết cả lũ. Đây là của nghệ công đây. Chúc đùi gà. Đấy. Rất hay ho nha. Rồi em chúc nghệ nhân đắt hàng nhá. Ok ạ.